Em ơi, bạn này bạn không xuống phòng chờ để ấy à? Có phiếu không? Ơ à. Em Phương nhưng mà có phiếu nhiều mụn không? Nhiều thì phải có phiếu đấy, không bác các bác nói cho chị tưởng có phiếu chứ. Em hỏi là Phương ơi, bạn này bạn có phiếu không? Bảo nhưng mà chị tưởng nó có phiếu. Chịu khó này của em phải chia nhiều lần lấy thêm mới đỡ được, chứ một lần nó không thể hết được em ạ.